em. Cô xin giới thiệu, cô là Quách Ngọc Chi, hiện đang công tác tại trường tiểu học Trương Văn An của huyện Hồng Dân. Các em đã được học qua các chủ đề của môn toán lớp 5. Hôm nay cô mời các em cùng cô học tiếp chủ đề 23 của môn toán lớp 5, ôn tập về tính chu vi diện tích của một số hình. Để học tốt chủ đề hôm nay thì chúng ta cần đạt những yêu cầu sau đây. Một là em cần ôn về công thức tính chu vi diện tích một số hình đã học và biết vận dụng vào giải toán. Hai là giải các bài toán có liên quan đến tỷ lệ. Trước khi chúng ta học thì các em chuẩn bị cho cô một số đồ dùng. Các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán của lớp 5. Chuẩn bị cho cô tập trắng để chúng ta ghi bài, tập nháp, bút viết để các em thực hiện phép tính với cô nhé. Rồi, để tiết học của chúng ta vui hơn thì cô mời các bạn cùng cô là thực hiện hoạt động khởi động. Mời các em cùng cô tham gia trò chơi Tôi là ai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một số đặc điểm về các hình các em đã học nhé. Đầu tiên, tôi là hình có 4 góc vuông, có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Tôi là ai? Các em hãy thử nhớ lại đặc điểm này là của hình nào. À, kiểm tra kết quả cùng cô nha. Đây là hình chữ nhật. Rồi, cô mời các em sang hình thứ hai nào. Tôi là hình có 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh. Tôi là ai? Các em nhớ lại cho cô xem đây là đặc điểm của hình gì? À, đây là đặc điểm của hình tam giác. Tiếp theo, tôi là hình có cặp cạnh đối diện song song nhưng không bằng nhau. Tôi là ai? Đây là đặc điểm của hình gì các em? À, đây là đặc điểm của hình thang. Như vậy là chúng ta đã cùng nhớ lại một số đặc điểm các hình mà mình đã học. Bây giờ cô mời các em sẽ cùng cô. Tiếp theo, chúng ta sẽ đón xem đặc điểm của hình này. Tôi là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông. Tôi là ai? Đây là đặc điểm của hình gì các em? À, đây là đặc điểm của hình vuông. Rồi, bây giờ cô mời các bạn sẽ cùng cô học chủ đề ngày hôm nay, chủ đề 33 của môn toán lớp 5. Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình. Rồi, bây giờ cô mời các em cùng cô quan sát cùng cô nha. Ở trên tay cô đang cầm một hình. Bây giờ các em hãy nhớ lại cho cô đây là hình gì mà các em đã được học. Rồi, bây giờ các em nhận diện cho cô nha. Ở đây chúng ta có kích thước thứ nhất là A là chiều dài, và kích thước thứ hai là B là chiều rộng. Như vậy thì hình mà có một cặp cạnh đối diện song song bằng nhau, chúng ta có hai kích thước chiều dài và chiều rộng và có 4 góc vuông, đó là hình gì các em? À, đó là hình chữ nhật. Như vậy thì ở trong hình chữ nhật này các em lưu ý cho cô, chiều dài là A, chiều rộng là B. Như vậy thì chúng ta có công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Như vậy chúng ta cùng cô nhớ lại xem, muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì em phải làm như thế nào. Ở đây các em lưu ý cho cô nhé. Khi chúng ta tính chu vi hay tính diện tích của hình chữ nhật thì các em cũng phải nhớ là hai kích thước này phải cùng một đơn vị đo. Như vậy thì chúng ta có công thức, muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng và nhân với 2. Còn muốn tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Các em ghi nhớ giùm cô nhé. Như vậy là chúng ta vừa nhắc lại hình thứ nhất mà chúng ta đã học. Bây giờ cô mời các em cùng cô thực hiện tiếp theo. Ở hình thứ hai, các em quan sát cho cô. Đây là hình thứ hai. Như vậy thì cái hình này có cái đặc điểm gì? Các em nhìn cho cô nha. Ở đây chỉ có một kích thước, đó là cạnh. Như vậy thì đối với cái hình mà có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông thì được gọi là hình vuông. Trong hình vuông chúng ta có một kích thước. Như vậy thì để tính được chu vi và diện tích của hình vuông chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Ở đây chúng ta cùng nhớ lại công thức với cô. Muốn tính chu vi của hình vuông, ta lấy một cạnh nhân với 4. Còn muốn tính diện tích của hình vuông, ta lấy cạnh nhân với chính nó. Cũng có nghĩa là ta có A nhân A. Rồi, bây giờ cô mời các em theo dõi tiếp giùm cô.
Đây là hình mà chúng ta cũng đã được học ở lớp 4. Các em thử nhớ lại cho cô hình này tên gì nào. Rồi, bây giờ chúng ta chú ý cho cô nha. Trong hình này có một cặp cạnh đối diện song song và có một đường cao, chúng ta hạ từ đỉnh vuông góc với cạnh đáy. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai kích thước, một là cạnh đáy, hai là đường cao. Như vậy thì cái hình này có tên là hình bình hành. Muốn tính được diện tích của hình bình hành thì các em cũng cần lưu ý cho cô, chúng ta phải có cạnh đáy và đường cao cũng phải cùng một đơn vị đo thì chúng ta mới thực hiện phép tính được. Rồi bây giờ chúng ta có công thức là muốn tính được diện tích của hình bình hành, ta lấy cạnh nhân với đường cao. Các em chú ý cho cô nhé. Rồi bây giờ tiếp theo cô mời các em cùng quan sát với cô. Đây là hình thứ tư mà chúng ta cũng đã được học. Các em hãy nhìn, ở đây chúng ta có là hình này có đặc điểm gì nào? Ở đây chúng ta có hai đường chéo. Các em lưu ý cho cô nha, có hai đường chéo cắt nhau tạo thành một góc vuông. Như vậy thì ở đây chúng ta có đường chéo thứ nhất chúng ta gọi là M và đường chéo thứ hai chúng ta gọi là N. Như vậy thì để ghi nhớ được công thức tính diện tích hình thoi mà các em đã được học ở lớp 4 thì các em cũng nhớ lại cho cô, khi chúng ta thực hiện tính diện tích thì hai kích thước này cũng phải cùng một đơn vị đo. Bây giờ chúng ta có công thức muốn tính được diện tích của hình thoi, ta lấy tích của hai đường chéo và chia cho hai. Bây giờ các em ghi nhớ lại cho cô nha. Của hai đường chéo tức là chúng ta lấy M nhân với N và chia cho 2. Như vậy là chúng ta đã ôn lại được 4 hình đúng không nào? Bây giờ tiếp theo, cô mời các em sang hình thứ 3. Các em nhận diện cho cô, đây là hình gì mà chúng ta đã học? À, đây là hình thứ nhất. Đây là hình thứ hai. Và đây là hình thứ 3. Bây giờ các em hãy nhìn lại cho cô xem nha, ba hình này có đặc điểm gì giống nhau. Rồi, bây giờ cô giới thiệu với các bạn, đây là hình thứ nhất. Hình thứ nhất là hình có ba cạnh, ba góc và ba đỉnh và tên của nó là hình tam giác. Hình thứ hai cũng có ba cạnh, ba góc và ba đỉnh và nó cũng tên là hình tam giác nhưng nó có đặc điểm gì? Bây giờ các em hãy chú ý lại, ở hình thứ nhất thì chúng ta có là ba cạnh, ba góc và ba đỉnh. Chúng ta có một cạnh đáy và một đường cao hạ từ đỉnh vuông góc với cạnh đáy tạo thành một góc vuông. Nhưng ở cái hình thứ hai này, các em quan sát cho cô nha, ở cái hình thứ hai này khi hạ một cạnh này, chúng ta gọi là cạnh bên, vuông góc luôn với cạnh đáy. Như vậy thì cái tên của nó cũng là hình tam giác, nhưng nó có một cái đặc điểm đặc biệt nữa, chúng ta gọi là hình tam giác vuông. Tại vì cạnh bên của nó cũng chính là đường cao của hình tam giác này. Nhưng ở cái hình thứ ba này, nó cũng là hình tam giác. Các em để ý cho cô ở cái phần trắng này nhé. Đây là hình tam giác. Nhưng ở trong hình tam giác này có một góc lớn hơn góc nhọn, lớn hơn góc vuông. Như vậy thì nó tên gì? Nó chính là góc tù. Và đây là hình tam giác tù. Nó cũng là một dạng hình tam giác. Như vậy thì muốn tính được diện tích của hình tam giác này, chúng ta phải có được đường cao. Mà muốn hạ được đường cao này thì chúng ta sẽ hạ đường cao từ đỉnh và vuông góc với cạnh đáy. Các em ghi nhớ chỗ này cho cô nha. Và độ dài của đường cao và cạnh đáy cũng phải cùng một đơn vị đo. Như vậy là chúng ta đã ghi nhớ lại ba dạng hình tam giác. Bây giờ cô mời các em cùng cô ôn lại công thức tính diện tích của hình tam giác. Muốn tính được diện tích của hình tam giác, ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với đường cao cùng đơn vị đo và chia cho 2. Như vậy là các em đã ôn qua được 4
và dạng hình tam giác nữa là hình thứ năm mà chúng ta đã được học. Tiếp theo, cô mời các em cùng cô ôn lại tiếp một dạng hình mà chúng ta đã học ở lớp 5. Đây là hình có một cặp cạnh đối diện song song nhưng không bằng nhau. Như vậy thì chúng ta có, hồi nãy chúng ta vừa nhắc lại đây là hình gì nào? À, đây là hình thang. Như vậy thì các em chú ý cho cô nha, trong hình thang chúng ta có ba kích thước: đáy lớn, đáy bé và đường cao. Đường cao tức là đường mà chúng ta hạ từ đỉnh vuông góc với cạnh đáy, tạo thành một góc vuông. Đây là đặc điểm của hình thang thứ nhất. Rồi, bây giờ các em quan sát lại cho cô ở cái hình thang thứ hai nha. Rồi, bây giờ các em quan sát lại cho cô ở cái hình thang thứ hai này nhé. Chúng ta có là đáy lớn, đáy bé và đường cao. Nhưng khác ở hình thang thứ nhất là hình thang thứ hai này, cạnh bên này cũng chính là đường cao, cho nên chúng ta được, nó được gọi là hình thang vuông. Các em chú ý cho cô nha, ở đây cạnh bên và cạnh đáy cắt nhau tạo thành một góc vuông, cho nên chúng ta gọi tên của nó là hình thang vuông. Như vậy thì để tính được diện tích của hình thang này, chúng ta cần có một cái công thức mà các em cũng đã được học ở lớp 5. Bây giờ các em cùng nhớ lại với cô nha. Muốn tính diện tích của hình thang, ta lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với đường cao cùng đơn vị đo và chia cho 2. Rồi, như vậy là chúng ta vừa ôn lại được là 5 loại hình mà mình đã học. Tiếp theo, cô mời các em cùng ghi nhớ lại với cô một loại hình nữa mà chúng ta cũng được học ở lớp 5. À, các bạn nhìn là các bạn biết rồi đúng không nào? Đây là hình tròn. Như vậy thì ở trong hình tròn chúng ta có những kích thước nào? Một là chúng ta có đường kính của hình tròn là một đường thẳng đi ngang qua tâm. Thứ hai là chúng ta có bán kính của hình tròn. Và các em hãy nhớ lại cho cô nha, bán kính của hình tròn bằng 1/2 của đường kính, hay nói đúng hơn, đường kính gấp 2 lần của bán kính. Như vậy thì để tính được chu vi và diện tích của hình tròn thì chúng ta có công thức như thế nào? Ở đây chúng ta có: muốn tính được chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với 3,14, hay chúng ta lấy bán kính nhân 2 và nhân với 3,14. Đó là công thức tính chu vi. Rồi, tiếp theo chúng ta có công thức tính diện tích của hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính và nhân với 3,14. Bây giờ các em hãy chú ý cho cô nhé. Nếu như ở đây mà người ta yêu cầu mình tính diện tích của hình tròn mà chưa cho các em bán kính, mà chỉ cho đường kính thôi, như vậy thì chúng ta sẽ lấy đường kính chúng ta chia 2 để chúng ta tìm ra bán kính. Và chúng ta vận dụng đúng công thức, lấy bán kính nhân với bán kính nhân với 3,14 là chúng ta tính được diện tích của hình tròn. Như vậy là chúng ta đã ôn lại các công thức tính chu vi và diện tích của những hình mà các em đã học. Để khắc sâu thêm kiến thức thì bây giờ cô mời các em cùng cô làm một số bài tập thực hành. Các em chuẩn bị giấy nháp, bút thước để chúng ta thực hiện nhé. Rồi, bây giờ cô mời các em đọc cùng cô. Bài tập 1. Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. A. Tính chu vi khu vườn đó. B. Tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là mét vuông, hecta. Như vậy thì các em hãy chú ý, ở trong bài của chúng ta, ở đây người ta yêu cầu mình tính gì nào? Mình tính chu vi của khu vườn, và khu vườn này là khu vườn hình chữ nhật. Như vậy thì để tính được chu vi của khu vườn này thì các em sẽ vận dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Rồi, tiếp theo, yêu cầu thứ hai là tính diện tích của khu vườn với đơn vị đo là mét vuông và hecta. Như vậy thì ở trong bài, đơn vị đo người ta cho mình là mét. Như vậy thì khi các em thực hiện tính diện tích, đầu tiên là các em phải tính được đơn vị là mét vuông, rồi sau đó chúng ta sẽ đổi thành đơn vị là hecta. Để làm tốt bài tập này thì cô mời các em cùng cô sẽ tóm tắt nha. Bây giờ chúng ta xem lại các dữ liệu bài toán. Một là chúng ta xem chiều dài, bài toán đã cho là 120m.
và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Như vậy ở đây chúng ta cần phải đi tìm chiều rộng. Tìm được chiều rộng thì các em mới tính được chu vi. Có chiều dài, chiều rộng thì chúng ta mới vận dụng công thức và chúng ta tính được diện tích. Đầu tiên chúng ta tính ra diện tích là mét vuông và tiếp theo là chúng ta đổi sang hecta cho đúng yêu cầu của bài tập. Rồi, bây giờ cô mời các em là lấy giấy nháp chúng ta cùng tính toán theo đúng yêu cầu của bài tập nha. Trước tiên các em sẽ đi tìm chiều rộng của hình chữ nhật, của mảnh vuông hình chữ nhật này. Rồi, sau khi các em đã tìm được chiều rộng của hình chữ nhật, của mảnh vuông hình chữ nhật, thì chúng ta sẽ vận dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Ta lấy dài cộng rộng nhân 2 cùng một đơn vị đo các em nha. Rồi, sau khi các em đã tính được chu vi theo đúng yêu cầu của bài tập thì chúng ta sang yêu cầu thứ hai là tính diện tích. Các em đã tìm được chiều dài, chiều rộng rồi thì chúng ta vận dụng công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Tức là chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng với đơn vị đo là mét vuông và sau đó các em đổi ra đơn vị là hecta. Rồi, với một khoảng thời gian như vậy cô nghĩ là các bạn cũng đã làm được rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với cô. Đây, bây giờ bước thứ nhất là chúng ta tìm chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là ta lấy 120 nhân với 2/3 là cách thứ nhất chúng ta có thể làm theo cái kiểu các em đã thực hiện ở lớp 4. Hoặc là chúng ta lấy 120, chúng ta chia cho 3 phần để chúng ta tìm được giá trị của một phần và chúng ta nhân với 2 thì chúng ta sẽ có chiều rộng của khu vườn là 80m. Rồi, theo yêu cầu của bài toán là tìm chu vi của khu vườn. Như vậy thì chúng ta sẽ vận dụng công thức. Muốn tính chu vi, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng và nhân với 2 cùng một đơn vị đo. Thì ở đây chúng ta có 120 cộng 80 nhân 2 bằng 400m. Và yêu cầu thứ hai, diện tích của khu vườn. Như vậy thì ở đây chúng ta có chiều dài, chiều rộng rồi. Chúng ta chỉ việc vận dụng công thức tính diện tích là chúng ta lấy dài nhân với rộng. Ở đây chúng ta có kết quả là mét vuông. Như vậy thì từ đơn vị là 9.600m² chúng ta chuyển thành đơn vị hecta là 0,96. Và cuối cùng chúng ta đáp số đúng yêu cầu của bài tập. Các em cùng kiểm tra kết quả lại với cô. Rồi, bây giờ cô mời các em sang bài tập tiếp theo nhé. Cùng đọc bài tập với cô nào. Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên tỷ lệ bản đồ 1:1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị là mét vuông. Bây giờ trước tiên các em hãy cùng cô vẽ hình trên giấy để chúng ta ước lượng xem đơn vị như thế nào. Bây giờ các em chú ý cho cô nha. Ở đây người ta vẽ hình mảnh đất này trên tỷ lệ bản đồ 1/1000. Có nghĩa là đơn vị ở trên tỷ lệ bản đồ là 5cm², 5cm, 2cm và 3cm. Như vậy thì để tính được diện tích thực của mảnh đất này thì các em phải đổi từ đơn vị ở trên tỷ lệ bản đồ ra đơn vị thực và chúng ta mới áp dụng ta tính nha. Các em còn nhớ cái cách để chúng ta đổi từ đơn vị tỷ lệ bản đồ sang đơn vị thực không nào? Ở đây là người ta đã cho tỷ lệ bản đồ là 1/1000. Như vậy thì các em chỉ việc lấy số đo này chúng ta nhân với 1000 và chúng ta chuyển thành đơn vị mét. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra xem nào. Đầu tiên là chúng ta chuyển từ đơn vị là 5cm. Bây giờ trên tỷ lệ bản đồ 1/1000 có nghĩa là các em lấy 5cm chúng ta nhân với 1000 thì chúng ta sẽ được là 5000cm. Từ 5000cm chúng ta chuyển đổi thành là 50m. Như vậy là chúng ta đã có số đo thực của mảnh đất này là chiều dài của đáy lớn. Rồi tương tự như vậy các em hãy chuyển từ số đo của đáy bé
và đường cao thành số đo thực và chúng ta sẽ thực hiện phép tính. Rồi, bây giờ kiểm tra lại với cô xem coi chúng ta đã chuyển đổi đúng không nha. Đáy bé thì chúng ta có là 3 x 1000 bằng 3000 cm. Và từ 3000 cm chúng ta chuyển đổi thành là 30 m. Tiếp theo là chúng ta chuyển chiều cao. Chiều cao là 2 cm thì chúng ta nhân với 1000 là chúng ta được 2000 cm. Từ 2000 cm chúng ta đổi được là 20 m. Như vậy thì bây giờ các em nhớ lại cho cô, muốn tính được diện tích của hình thang thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với chiều cao cùng đơn vị đo và chia cho 2. Như vậy thì ở đây các em đã có độ dài của đáy lớn rồi, có độ dài của đáy bé rồi, có độ dài của chiều cao rồi. Chúng ta chỉ việc vận dụng công thức và chúng ta tính. Cô mời các em cùng thực hiện. Rồi, các bạn đã thực hiện xong chưa? Cùng kiểm tra kết quả với cô nha. Đây, kết quả của mình. Diện tích của mảnh đất là chúng ta lấy đáy lớn cộng đáy bé, hay là đáy bé cộng đáy lớn, thì ở đây nó là một phép tính cộng, cho nên chúng ta có thể thực hiện theo tính chất giao hoán, tức là chúng ta đổi chỗ hai đơn vị này đều ổn nha các em. Và chúng ta nhân với đường cao cùng đơn vị đo và chia cho 2. Như vậy đây chúng ta có là 30 cộng 50 nhân 20 chia cho 2 là 800 m², đáp số 800 m². Rồi, cô mời các em cùng kiểm tra kết quả lại với cô xem coi chúng ta đã thực hiện chính xác chưa nào. Rồi, tiếp theo cô mời các em sẽ cùng thực hiện với cô bài tập số 3. Bây giờ chúng ta quan sát cho cô một cái hình này nha. Ở đây là cái hình này là một hình tròn và một hình vuông ở phía trong. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra xem coi đề toán yêu cầu mình làm gì. Cùng đọc bài với cô nha. Bài 3. Trên hình bên hãy tính diện tích A. Hình vuông ABCD. B. Phần đã tô màu của hình tròn. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các bạn sẽ phải tính cho cô hình vuông. Mà ở đây chúng ta tính là diện tích của hình vuông và diện tích phần đã tô màu của hình tròn. Ở đây bài toán yêu cầu chúng ta là tính diện tích của phần đã tô màu. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính diện tích của hình vuông, sau đó chúng ta tính diện tích của hình tròn. Chúng ta lấy diện tích của hình tròn, chúng ta trừ đi diện tích của hình vuông thì chúng ta sẽ còn lại diện tích của phần tô màu. Bây giờ các em chú ý cho cô nha. Ở đây chúng ta có là độ dài của cạnh đáy, đường cao của hình tam giác, chứ chúng ta chưa hề có một cái số liệu nào của hình vuông. Và chúng ta cũng chưa có cái số liệu của hình tròn. Như vậy thì bây giờ các em hãy quan sát cho kỹ nha. Đây là tâm ô, mà cũng chính là góc vuông của hình tam giác vuông nhỏ phía trong. Như vậy thì bây giờ nếu các em muốn tính được diện tích của hình phần đã tô màu ở phía ngoài này, thì chúng ta phải tính được cái hình vuông này. Mà muốn tính được hình vuông này thì chúng ta chỉ cần tính một hình tam giác và chúng ta nhân với 4 thì chúng ta sẽ được phần diện tích của hình vuông. Rồi, bây giờ các em chú ý nè, ở đây chúng ta có là độ dài là 4 cm và độ dài này chính là bán kính của hình tròn. Hay nói đúng hơn là đường cao của hình tam giác cũng chính là bán kính của hình tròn. Như vậy thì chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta tính từng bước. Trước tiên là chúng ta tính diện tích của một hình tam giác này. Đó, các em chú ý nha, ở đây chúng ta có là 4 cm là đường cao, 4 cm cũng chính là cạnh đáy. Như vậy thì để tính được một hình tam giác này, chúng ta chỉ việc lấy cạnh đáy nhân với đường cao và chia cho 2 là chúng ta sẽ tìm được diện tích của một hình tam giác. Khi chúng ta có được diện tích của một hình tam giác, chúng ta sẽ nhân lên 4 lần để chúng ta có được diện tích của hình vuông. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích của hình tròn. Như vậy thì các em muốn tính được diện tích của hình tròn, chỉ việc chúng ta lấy bán kính nhân với bán kính và nhân với 3,14 là chúng ta sẽ tìm được diện tích của hình tròn.
Như vậy thì tìm được diện tích của hình tròn, chúng ta sẽ lấy diện tích hình tròn trừ diện tích của hình vuông, chúng ta sẽ còn lại diện tích phần tô màu. Rồi bây giờ các em sẽ cùng cô thực hiện từng bước một. Tại vì cái bài toán này những số liệu nó liên quan chặt chẽ với nhau, cho nên chúng ta sẽ tính từng bước nha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ tính diện tích của một hình tam giác vuông nhỏ phía trong và chúng ta nhân lên 4 lần, tức là 4 hình tam giác chúng ta ghép lại thành một hình vuông. Như vậy thì chúng ta có là diện tích của hình tam giác nhỏ nhân lên 4 lần thì chúng ta sẽ đạt được yêu cầu A là hình vuông ABCD. Như vậy thì cái lời giải chúng ta sẽ trình bày diện tích của hình vuông ABCD bằng diện tích của 4 hình tam giác có diện tích bằng diện tích của tam giác AOB. Như vậy các em chú ý nè, đây là tam giác AOB. Đó, khi chúng ta tính được một hình này, chúng ta sẽ nhân lên 4 lần để chúng ta có được diện tích của hình vuông. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả với cô. Ở đây chúng ta có là 4 nhân 4 chia 2 là chúng ta được một hình. Rồi chúng ta nhân lên 4 là chúng ta được 4 hình. Như vậy thì chúng ta có kết quả là 32 cm². Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích của phần hình tròn. Ở đây chúng ta đã có bán kính là 4. Như vậy thì chúng ta chỉ việc vận dụng công thức, ta lấy bán kính nhân bán kính nhân 3,14 là chúng ta sẽ được diện tích của hình tròn. Và kết quả là 50,24 cm². Rồi, bây giờ sau khi các em đã tính được diện tích của hình vuông, tính được diện tích của hình tròn thì chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu thứ hai của bài tập là tính diện tích cái phần tô đậm. Rồi, kiểm tra kết quả cùng cô nhé. Ở đây chúng ta có là diện tích cái phần đã tô màu là chúng ta chỉ việc lấy diện tích của hình tròn, chúng ta trừ đi diện tích của hình vuông thì chúng ta sẽ còn lại diện tích mà phần đã tô màu. Là chúng ta có 50,24 trừ 32 bằng 18,24 cm². Các em nhớ là khi các em viết ra đáp số thì các em nên viết đầy đủ đơn vị nha. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em ôn tập lại kiến thức về tính chu vi, diện tích một số hình mà mình đã học. Còn lại một số bài tập ở trong sách giáo khoa, các em hãy cùng các bạn mình, cùng người thân mình thực hiện bài tập để chúng ta cùng củng cố lại kiến thức, ghi nhớ kiến thức cho thật là tốt. Cô hẹn gặp lại các em trong các cái chủ đề tiếp theo. Thân mến chào các em.